sư cho con hỏi mình bị mắc dâm dục nhiều có phải do nghiệp nặng không về sư vì con không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ ám ảnh con hoài con mong sư từ bi trả lời quý vị nên phân um, biệt á à, cái um, nhân của nghiệp và cái quả của nghiệp ừ. à, nhưng mà cái vấn đề nó lại như thế này đó là chúng sanh ấy, thì không có đủ cái nghị lực để thoát khỏi cái hoàn cảnh của mình và họ chỉ làm cái gì đó, đó mà ba bảy hai ngày thôi nhiều hơn là tự nhiên là họ lui sụp họ không có cái sự kiên trì thành ra dù cho nó có bất kỳ một cái phương án nào đi chăng nữa thì nó không không giải quyết được vấn đề giống như là bác sĩ ảnh cho thuốc là phải uống đủ 30 ngày mà bệnh nhân ta mắc bệnh lười nhớ được 7 ngày thôi còn lại là thuốc một đống nó quăng quăng đóng không uống nữa thì không bao giờ hết bệnh chúng sanh cũng vấn đề cũng y chang như vậy đó ha. À, các cái vấn đề mà sư đưa ra đó, nó đều yêu cầu phải thực hành hết pháp là để thực hành pháp là để thực hành mà nếu như mà mình không thực hành thì cái vấn đề nó vẫn cứ là vấn đề và mình sẽ không có giải quyết được nữa. À, thế nào là cái quay lại vấn đề là sao cái chuyện mà dâm dục nó chia sư nhắc của gì chia ra làm hai thứ nhất là quả của nghiệp và thứ hai là nhân của nghiệp quả của nghiệp là mình bị cái lửa dục nó thiêu đốt thì nó thuộc về quả của nghiệp tức là dù cho mình không có suy nghĩ đến nó, mình không có suy tư về nó, nhưng mà mình vẫn thường xuyên bị cái lửa dục nó thiêu đốt. Nó là quả của nghiệp. Ừ. Nhưng mình nên nhớ, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là người thừa từ của nghiệp. Tức là do đâu có cái quả này? Do mình làm chứ do ai làm? Chứ lấy ví dụ, chỉ lấy ví dụ, à, mình coi những cái không phù hợp, mình nhìn những cái không phù hợp, mình nghe những cái không phù hợp để cái tham dục nó tăng trưởng thì cái chuyện mà tham dục nó tăng trưởng đó thì nó là quả của cái hành động mà mình nghe mình nhìn những cái không phù hợp đó. À, thành ra đó cái quả thì mình nhắc tới quả thì phải nghĩ tới nhân tức là mình là cái người mà chịu trách nhiệm mình bị cái cái lửa tham dục đó, nó thiêu đốt thì nó là nhân mình phải do mình tìm cái nhân rồi mình diệt trừ cái quả là thôi mình chịu rồi nhưng mà cái nhân là mình thay đổi được nhân là mình thay đổi được ừ. à, quý vị đương nhiên là quý vị có thể hỏi là nghiệp nó có nặng hay không thì nó tùy tính chất tùy tính chất và tùy chất lượng có những người nó đốt nhưng mà nó đốt nó ngấm ngầm nên nhớ dùm là chỉ có đến tam quả mới đoạn trừ hoàn toàn dục ái và sân còn bình thường chúng sanh thì vẫn còn dục ái và sân à, nặng nhẹ tùy à, nếu mà mình nặng quá thì đương nhiên là do nghiệp mình nó nặng à, do cái nghiệp tham ái mình nó nặng như hồi nãy có vấn đề quay lại quay lại những câu hỏi trước à, tại sao sư nói đấy mặc dù không có phạm giới nhưng mà vẫn tạo nghiệp không phạm giới nhưng mà vẫn tạo nghiệp thì những cái nghiệp tham ái Nó sẽ cho những cái quả tham ái tương tự như thế này Hả? Cái mình chìm đắm nhiều trong tham ái Tức là mình tan tạo nhiều những cái quả tham ái Đời sau kiếp khác Hoặc là trong đời này Thì qua đời sau kiếp khác Mình sẽ bị nó thiêu đốt ừ. Thành ra đó Những câu hỏi trước Nhớ dùm ừ. Mình càng chìm đắm trong tham ái Thì mình sẽ càng chịu cái quả tham ái Nó thôi thúc Nó thôi thúc Nó đốt mình Ừ cái lửa dục thì nó đốt ghê gớm lắm ừ à, thành ra đó à, quả thì cái quan trọng là mình phải cư xử mình đối xử với nó như thế nào thứ nhất là mình phải tìm cách mình hạ nhiệt nó xuống hạ nhiệt nó xuống rồi mình à, cánh tạo những cái nhân tương ứng Ừ. À. chờ một tí xíu. À tại vì nó có cái câu hỏi mà liên quan cho nên là sư chỉ dừng cái câu trả lời phần trả lời này ở đây thôi ha.